Carnival Thu Hà Nội 2023 khai màn cho sự kiện là màn múa lân sư rồng huyện Thanh Oai, được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 600 người. Mình viết cái kịch bản nói về một cái chiều dài lịch sử từ khi vua Lý định đô ở Thăng Long, rồi trải qua những thăng trầm của lịch sử và cuối cùng là hội nhập và phát triển cùng với cả các thành phố, các nước trên thế giới. Thì đây quy tụ khoảng 600 diễn viên múa cờ, múa rồng và múa lân trống. Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, sự kiện Carnival quy tụ hơn 1.500 người tham gia biểu diễn với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, có thể kể đến như 30 đội lân sư rồng của huyện Thanh Oai, rối cạn Mỹ Đức, tinh hoa Bắc Bộ, trình diễn văn hóa dân tộc Mường của đồng bào huyện Thạch Thất, Quốc Oai. Bên cạnh đó còn có nhiều sở, ban, ngành, các cơ quan, tổng công ty tham gia diễu hành. Những tiết mục trình diễn sôi động, đầy màu sắc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người dân và du khách quốc tế. Đây là cái dịp rất là tình cờ của gia đình nhà chị, khi mà đưa con lên chơi thì ở trong cái tiết thu Hà Nội như thế này thì cũng chứng kiến cả một cái không khí nó rất là hào hùng và nó cũng rất là đậm chất thu của Hà Nội. Thì ba mẹ con cũng rất là vui. Đấy, thì cũng mong là một cái mùa thu mới của thành phố tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc của các gia đình. Thật ấn tượng và quá nhiều năng lượng. Tôi thích những chú rồng chạy dài bởi vì tôi đến từ Vancouver. Thật sự rất khó tin là hôm nay tôi được chứng kiến. Chúng tôi đã nhìn thấy những hình nộm rất thú vị, những bộ trang phục truyền thống. Thật sự đẹp và khó tin. Tôi cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây, trải nghiệm điều tuyệt vời này. Có lẽ là cũng có nhiều địa phương đã tổ chức Carnival, nhưng Carnival của Hà Nội thì có một nét rất là riêng khác. Bởi Hà Nội đã là nơi hội tụ của tất cả văn hóa, tất cả những gì tốt đẹp nhất của các vùng miền trên cả nước. Tôi nói ví dụ như là khi trình diễn về nét đẹp văn hóa dân tộc thì Hà Nội là Carnival có sự hội tụ của 54 dân tộc anh em. Văn hóa về ẩm thực, về sản phẩm du lịch vân vân thì trong đó Hà Nội là đặc trưng, nhưng một phần các sản phẩm trong đó thì cũng là xuất phát từ các địa phương vùng miền trên cả nước. Do vậy là Carnival của Hà Nội sẽ là những nét rất là đặc trưng so với các hoạt động du hành của các nơi, các địa phương khác. Carnival tại phố đi bộ Hồ Gươm là chương trình nổi bật nhất trong Festival Thu Hà Nội 2023. Chuỗi sự kiện lễ hội với nhiều nội dung phong phú diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, giúp người dân cũng như du khách hiểu và thêm yêu những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Hà Nội để đến với Hà Nội nhiều lần hơn.